Hey yo, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Như các bạn đều biết thì để có thể mang đến những sản phẩm có sự ổn định trong vận hành, trong cày cuốc chiến game, cũng như là có cái sự mát mẻ ở khả năng tản nhiệt và một cái thời lượng pin khỏe, thì LG họ đã có một hành động, đó là bóp hiệu năng trên những dòng máy cấu hình cũ như là LG V30, LG V40 hay là LG G6, LG G7. Thế thì với dòng máy đời cao như LG V50 thì sao? Rất nhiều luồng thông tin cho rằng LG V50 đã khắc phục được tình trạng bóp hiệu năng, nhưng đó có phải là sự thật hay là không? Và khi mua về chúng ta có cần thiết phải gỡ game tuner trên những chiếc LG V50 hay là không? Tất cả sẽ có đầy đủ trong video ngay sau phần intro. Bắt đầu thôi. Tổng quan về cả quá trình test của mình thì trước tiên mình sẽ đo điểm số hiệu năng của cả hai chiếc LG V50 trên phần mềm AnTuTu Benchmark và phần mềm Geekbench trước khi chưa gỡ game tuner các bạn ha. Và sau đấy mình sẽ tiến hành gỡ game tuner ra và sẽ đo lại lần hai cũng bằng phần mềm AnTuTu Benchmark và phần mềm Geekbench, và mình sẽ đánh giá xem nó có chênh lệch quá nhiều hay là không. Các bạn nhớ đón xem nha. Và nếu các bạn đang quan tâm đến cả hai mẫu LG V50 cũ giá rẻ thì có thể tham khảo tại cửa hàng Viettablet. Mua hàng tại đây thì các bạn sẽ được bảo hành lên tới 1 năm hoặc là 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu các bạn phát sinh bất kỳ lỗi gì. Đường link sản phẩm thì mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn. Các bạn hãy click vào đấy để ủng hộ tụi mình nha. Đầu tiên, các bạn có thể kiểm tra máy có còn game tuner hay không bằng hai cách. Cách thứ nhất, các bạn hãy vào cài đặt, gõ cho mình chơi. Nếu như dòng chữ chơi trò chơi nó vẫn còn xuất hiện thì chứng tỏ chiếc máy nó vẫn đang còn game tuner như các bạn đang thấy đây, và chiếc máy kia thì cũng sẽ tương tự như vậy. Cách thứ hai, các bạn sẽ vào trong CH Play, các bạn tải cho mình app Inspector, các bạn gõ, mở nó lên cái đã, rồi các bạn sẽ gõ cho mình game Inter. Rồi, nếu như nó vẫn còn chơi trò chơi cùng với đường dẫn .gametuner thì chiếc máy nó vẫn còn gametuner các bạn ha. Với chiếc thoại kia thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Ở đây mình vẫn còn chơi trò chơi với đường dẫn là .gametuner. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo hiệu năng với phần mềm AnTuTu Benchmark. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì mình đã đo trước đấy rồi. Và nếu như chưa gỡ gametuner thì chiếc V50 bên tay trái của mình nó sẽ đạt được điểm số là hơn 321.000 điểm, còn chiếc V50 bên phải nó sẽ đạt điểm số là hơn 404.000 điểm. Các bạn thấy nó chênh lệch ảo nhiều chưa? Cho nên mình mới phải sử dụng hai máy cùng một lúc để chúng ta lấy kết quả trung bình cho nó chuẩn xác đó các bạn ạ. Còn với phần mềm Geekbench, hiệu năng CPU của chiếc LG V50 bên tay trái mình nó đã đạt được điểm đơn nhân là 3.245 điểm, điểm đa nhân là 9.590 điểm, còn chiếc LG V50 bên tay phải thì nó đã đạt được điểm đơn nhân là 3.460 điểm và điểm đa nhân là 9.488 điểm. Có vẻ như với phần mềm Geekbench thì cái sự chênh lệch nó sẽ không ảo diệu như AnTuTu, nhưng mà nhìn chung á thì những con số này nó vẫn chưa thực sự thuyết phục được mình, bởi vì mình nghĩ là hiệu năng của con Snap 855 nó thực sự có thể cao hơn thế nữa, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không đoán già đoán non làm cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ game tuner ra để tiếp tục đến với phần đo lần 2 các bạn ha. Về cái cách gỡ game tuner ấy, thì mình đã có một bài hướng dẫn rất là chi tiết rồi, cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. À không phải một bài, phải nói là hai bài mới đúng. Và đường link của hai bài hướng dẫn này thì mình sẽ để ở phần mô tả, để các anh em nào cần thì các anh em cứ việc click vào đấy để theo dõi ha. Còn về hai chiếc điện thoại này thì để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì mình đã gỡ game tuner ra rồi. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách đó là vào cài đặt, gõ chơi. Đây các bạn thấy chưa, chúng ta đã không còn cái dòng chữ chơi trò chơi nữa rồi. Và tương tự bên chiếc điện thoại này chúng ta cũng sẽ gõ chơi. Đây các bạn thấy chưa, không còn nữa. Và cái thứ hai như khi mình có nói, đó là chúng ta sẽ cùng nhau vào cái app này chúng ta kiểm tra ha. Chúng ta sẽ gõ game. Đây các bạn nhìn ha, cái đường dẫn game tuner đã không còn nữa rồi. Bên này cũng tương tự, mình cũng sẽ làm giống vậy. Mình cũng sẽ gõ là game Inter. Đây các bạn thấy chưa, không còn nữa. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ để hai chiếc máy theo đúng thứ tự như khi nãy. Các bạn để ý ha, thì khi nãy bên trái mình là chiếc máy có điểm số AnTuTu là 322.000 điểm. Đây, còn bên tay phải sẽ là chiếc máy có điểm số là 404.000 điểm. Thì từ nãy đến giờ mình vẫn để theo đúng thứ tự này thôi. Thì cái điểm số Geekbench nó cũng vậy, AnTuTu cũng vậy, cho nên các bạn cứ nhìn kỹ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo lại AnTuTu thêm một lần nữa. A few moments later. Vậy là xong, sau khi gỡ game tuner ra thì chiếc LG V50 bên trái từ 321.000 điểm nó đã tăng lên 360.000 điểm,
Còn chiếc LG V50 bên tay phải từ 404.000 điểm nó đã tăng lên 413.000 điểm. Nhưng mà khoan, chúng ta đừng vội vàng đánh giá làm gì. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn với phần mềm Geekbench để chúng ta test lại lần nữa hiệu năng CPU cho nó thật là chuẩn xác các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn Geekbench. Đây. Run. Rồi, các bạn hãy đợi trong vòng 1 giây nha. Rồi xong, chúng ta đã có được điểm số của phần mềm Geekbench. Thì chiếc LG V50 bên tay trái của mình khi nãy đơn nhân nó là 3245, bây giờ nó đã thành 3325, tăng lên được một chút xíu. Còn đa nhân khi nãy là 9590, bây giờ nó lại thành 9508, nó lại bị giảm đi các bạn ạ. Nó giảm đi để nó giảm cái đa nhân để nó tăng cái đơn nhân lên. Còn chiếc LG V50 bên tay phải mình khi nãy đơn nhân của nó là bao nhiêu ta? 3460, bây giờ nó đã tăng lên hơn 3500. Còn cái đa nhân khi nãy nó là 9488, bây giờ nó đã tăng lên khủng khiếp bạn ạ. Nó tăng lên tới hơn 11100 luôn. Wow, quá là ấn tượng. Vâng, tổng kết lại thì chúng ta sẽ có 3 vấn đề lớn ở đây. Một là mã LG V50 vẫn còn bóp hiệu năng. Vâng, nghe nó hơi đáng buồn nhưng đó là sự thật các bạn ạ. Nhưng mà cái sự bóp hiệu năng của LG V50 dường như là nó không quá lớn như những mẫu LG G7 hay là các mẫu LG đời cũ hơn. Hay là mã sau quá trình test thì mình xin thống kê lại những số liệu mà mình thu thập được như sau. Một nhỏ, sau khi xóa Game Tuner, cái hiệu năng đo bằng AnTuTu đã được cải thiện khoảng 12% về GPU. CPU thì sẽ không có sự thay đổi gì đáng kể, còn đo bằng Geekbench thì đã cải thiện được khoảng 17,5% về hiệu năng. Nói chung cái sự gia tăng tuy rằng nó không quá lớn nhưng mà nó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm rất là khác biệt. Và cuối cùng, ba là mã để có thể trải nghiệm được con chiếc Snapdragon với hiệu suất mạnh nhất dành cho các game thủ thì lời khuyên đó là các bạn hãy gỡ Game Tuner ra nha. Nhưng mà nếu các bạn thích sự ổn định hơn, các bạn thích sự mát mẻ hơn, các bạn thích một chiếc máy có thời lượng pin khỏe hơn thì không cần thiết phải gỡ Game Tuner ra làm gì. Bởi vì hiệu năng hiện tại của LG V50 nó vẫn rất là ok rồi. Mình đã trải nghiệm được hơn 2 tháng khi mà máy vẫn còn Game Tuner cho đến bây giờ mình mới xóa ra để làm review cho các bạn. Cho nên mình xin tự tin khẳng định với các bạn một điều, đó là LG V50 có Game Tuner nó vẫn rất là mạnh, các bạn không cần phải gỡ. Và nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là nhấp vào chuông thông báo để ủng hộ tụi mình và cập nhật thêm nhiều video hay ho thú vị khác mỗi ngày sớm nhất. Và ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xin chào và tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau sớm thôi.